Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Vui Cùng Bố Biển. Chương trình Vui Cùng Bố Biển được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Vui Cùng Bố Biển là một game show truyền hình vừa mang tính giải trí, mang đến cho quý vị khán giả những phút giây thư giãn sau giờ làm việc, nhưng đồng thời cũng hy vọng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những cái thông điệp, những cái bài học cũng như những kinh nghiệm rất quý báu. Và Coleman tin chắc rằng đây sẽ là một cái chương trình rất phù hợp và rất có ích cho tất cả quý khán giả nào đã, đang và sắp làm bố mẹ. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì người dẫn chương trình của Vui Cùng Bố Biển chính là bố biển U60 Coleman, sẽ đồng hành cùng với hai đội chơi cùng với quý vị khán giả trong hành trình Vui Cùng Bố Biển. Xin chào đón sự xuất hiện của đội chơi Liêu Hà Trinh và anh Khoa. Dạ, và đội chơi thứ hai là một đội chơi rất được sự quan tâm của khán giả, đó là Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như. Trước khi Coleman giới thiệu với quý vị các bạn chủ đề của ngày hôm nay thì chắc là mình xin dành ít phút để giao lưu với hai đội chơi. Tại vì cũng rất là lâu rồi không có gặp Liêu Hà Trinh. Dạ, trước đây thì anh em cũng hay gặp nhau rồi cũng nói chuyện. Đùng cái giờ ngó lại thấy thấy Trinh ngay cái bụng cũng lớp lớp rồi. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Dạ, cho em gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vui Cùng Bố Biển. Chào anh Điền, chào anh Hiếu, chào Tuệ Như. Chuyện của em với anh Khoa để tin báo cũng cũng nhắc tới là hai người cô đơn gặp nhau ở trong mùa Giáng sinh, tự nhiên từ bạn trở thành người yêu, xong rồi thành vợ chồng, xong bây giờ là ba mẹ trẻ. Thì em với lại anh Khoa đang chuẩn bị chào đón bé Luca. Hai bạn bây giờ trong cái tâm trạng như thế nào, đang hồi hộp hay như thế nào? Đối với em thì em cũng hơi hồi hộp một chút, tại vì hai vợ chồng cũng muốn và khắc hơn là cũng được có em bé liền á. Nhưng mà hơi bất ngờ một tí, bạn em hỏi em chuẩn bị tâm lý xong chưa thì em cũng nói là chưa xong lắm đó, nhưng mà thôi để từ từ coi, về đẻ ra thì mình tự học từ từ. Dạ đúng rồi. Cái giai đoạn của các bạn, những ông bố bà mẹ mà lần đầu tiên á, chúng ta bắt đầu làm bố mẹ thì thực sự là mình hoang mang lắm, mình không biết sẽ làm cái gì. Còn Hồ Quang Hiếu và bạn Tuệ Như thì anh cũng có chút thông tin. Dạ. Thì cũng được biết là hai bạn đã chính thức đến với nhau. Thì hôm nay thì hai bạn đến đây, hai bạn có hy vọng gì cho Vui Cùng Bố Biển? Anh thấy là hai bạn hình như là hai bạn cũng chưa có... Dạ, cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều anh. Nói chung là tụi em chỉ mong muốn là sớm, thời gian tới sớm có con thôi. Thì cũng tự tin một điều để mà mình có con là gia đình hai bên nó cứ suối kêu là thôi có đi rồi có gì lên chăm sóc giùm cho, lên phụ giùm cho. Tại vì bốn người lận. Và Hiếu với Như là mình đã chính thức kết hôn chưa? Dạ, tụi em cũng chính thức rồi, tụi em cũng đăng ký rồi hết rồi. Chưa làm lễ thôi. Dạ, chưa làm lễ thôi. Và kính thưa quý vị các bạn, trong qua một cái trao đổi rất là ngắn thì chúng ta cũng có thể thấy được điểm chung của cả hai đội là đang chuẩn bị một cái tâm thế để làm bố mẹ. Và Coleman cũng xin chính thức công bố cái chủ đề của tập phát sóng ngày hôm nay, đó là học làm bố mẹ. Và bây giờ thì Coleman cũng xin hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn một khách mời rất là đặc biệt sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và đó chính là tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Hiền, giám đốc phòng khám sản phụ khoa Hiền Đức. Dạ, xin mến chào bác sĩ. Trong một cái buổi sáng mà rất là sớm như thế này, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Dạ, bác sĩ có thể vui lòng giới thiệu chút xíu về quá trình làm việc của bác sĩ cũng như là cái cơ duyên mà nãy mà Liêu Hà Trinh cũng có nói là bác sĩ là cũng chính là người mà đang thăm khám, đang theo dõi cho Liêu Hà Trinh. Dạ vâng. Xin chào quý vị. Thì thật sự ra thì cái chương trình hôm nay đến đây á, là khi các bạn có ngỏ lời là mời thì bác sĩ Hiền rất là vui. Bởi vì qua cái chương trình như thế này thì chúng ta biết rằng là hiện nay để mà có thể sợt được tất cả những cái thông tin thì chúng ta có thể ngồi một chỗ trên Google là có thể biết hết tất cả các cái thông tin và học được rất là nhiều trên đó. Thế nhưng mà cũng chính vì dễ dàng như vậy nên là một biển trời như vậy á, nó làm cho chúng ta nhiều khi bị rối. Nên tôi cũng rất là mong muốn tham gia những cái chương trình như thế này để giúp cho các bố các mẹ có những cái nguồn thông tin chính thống. Và cũng thật là thú vị khi mà đến đây thì mới gặp được Liêu Hà Trinh. Thì hai anh em không hề biết là hai anh em sẽ gặp nhau buổi sáng ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. À, và để cuộc chơi của chúng ta có thể vui hơn nè, dễ xưng hô hơn thì đề nghị hai đội chúng ta mình nghĩ ra một cái tên vui vui đi. Đội em cũng chưa biết luôn anh, đặt tên chưa biết được không? Thôi lấy áo trắng đi. Đội áo trắng. À, đội áo trắng rồi. Được. Dạ. Đội em thấy chữ Luca hay á, để Luca có kỷ niệm đầu tiên. Rồi như vậy thì đội của Lưu Hà Trinh và anh Khoa chúng ta sẽ làm quen với cái tên mới đó là đội Luca. Dạ. Còn đội của Hồ Quang Hiếu với lại Tự Như thì áo trắng. Đội áo trắng, dạ dễ nhớ. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến với vòng chơi đầu tiên mang tên Bố Mẹ Thông Thái. Chào mừng quý vị và các bạn cùng hai đội chơi chúng ta đến với vòng thi đầu tiên mang tên Bố Mẹ Thông Thái. À, luật chơi của vòng này cũng rất là đơn giản, chúng ta sẽ có 10 câu hỏi thật nhanh với nhiều dạng câu hỏi khác nhau như là liệt kê, là trắc nghiệm, là biểu hình bắt chữ. Thì mỗi đội chơi chúng ta sẽ được phát một cây tấm bảng và hai cây bút để chúng ta ghi cái đáp án của từng câu lên đó. Một đáp án đúng thì các bạn sẽ được 5 điểm. Rồi các bạn có thắc mắc gì không? Anh Khoa viết chính tả sai thì được tính không anh? Dạ, cái gì em dịch ha. Dạ. Rồi, như vậy hai đội chúng ta đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Rồi, nếu chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta bước vào câu thứ nhất. Xin mời. Đâu là loại cá mà mẹ bầu nên tránh ăn trong thời gian mang thai bé? A. Cá hồi. B. Cá ngừ. C. Cá lóc. D. Cá chép. 10 giây bắt đầu. Hết giờ, mời các bạn cho xem đáp án. Cá hồi ạ. Cho biết lý do tại sao các bạn chọn đáp án A ạ? Em nghĩ là cá lóc thì chắc là ăn được, cá chép cũng được. Em đang phân vân giữa cá hồi với cá ngừ thôi. Em nghĩ là chắc là cá hồi. Tại em không thích ăn cá hồi hả hay sao? Rồi, vậy thì cái lời giải thích của bên đội Luca như thế nào? Dạ, dù em rất là thích ăn cá ngừ nhưng mà em nghe nói cá ngừ là loại cá biển, nó sẽ gây ra dị ứng và nó có chứa thủy ngân, một cái hàm lượng nhất định nào đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong giai đoạn đầu. Rõ ràng là Lưu Hà Trinh có nghiên cứu khá nhiều ha. Dạ. Dạ. Ra cũng 8 tháng rồi, 8 tháng cũng khác mình chưa có tháng nào đúng không? Và mình phát hiện được thêm một điều nữa là tự nhiên là không thích ăn cá hồi. Chắc chắn rồi, nếu mà đi ăn chắc là đi ăn cá lẩu cá kèo nhiều hơn là ăn cá hồi. Nhưng mà như không biết ăn đồ sống. Em không thích ăn đồ sống. Rồi. Dạ, đáp án chính xác là đáp án B, cá ngừ. Dạ đúng như vậy. Và có lẽ ở đây thì chúng ta cũng xin một ý kiến ngắn của bác sĩ Lê Hiền. Thật sự ra thì cá thì rất là tốt cho các mẹ bầu, tất cả các loại cá, bởi vì nó sẽ cung cấp protein và đặc biệt là trong mỡ cá thì có chứa rất là nhiều DHA và omega, thì nó sẽ giúp cho sự phát triển trí não và thị giác của em bé, nên các mẹ nên bổ sung. Tuy nhiên là với cái sự ô nhiễm môi trường như hiện nay thì các loại cá lớn ở biển sâu, ví dụ như là cá ngừ nè, ví dụ như là cá thu nè, đó là những cái loại cá có dư lượng thủy ngân rất là cao, và một số các loại cá nó có thể dễ gây dị ứng hoặc là có độc tố thì chúng ta hạn chế, ví dụ như cá nóc. Cá nóc chứ không phải cá lóc nha. Cá nóc á. Dạ vâng. Dạ thì chúng ta cũng hạn chế. Rồi, xin chúc mừng đội Lưu Hà Trinh đã giành một chiến thắng nhẹ nhàng ở câu hỏi đầu tiên, 5 điểm. Bây giờ thì chúng ta bước sang câu thứ hai. Xin mời. Khi mẹ mang thai bị ngén chua thì đâu là loại thực phẩm mà mẹ nên tránh ăn? A. Dâu tầm. B. Sữa chua. C. Xoài keo. D. Nem chua. 10 giây bắt đầu. Ôi vậy hả? Sao như nhỏ quá vậy? Hết giờ. Rồi mời hai đội cho xem đáp án. D. 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 Dạ, cả hai đội cùng đáp án D, và đáp án D là đáp án chính xác. Mình không có ốm ngán nhưng mà mình thấy tất cả bốn cái đáp án nó đều nhìn mình nhìn là mình đều chịu không nổi rồi, chứ đừng nói chi các mẹ bầu.
chảy nước miếng. Nhưng mà chúng ta đặc biệt lưu ý đến nem chua, bởi vì nem thì các bạn biết rồi, nó có thịt sống trong đó và nó rất là nguy hiểm cho những bà mẹ bầu, nếu như mà vì nó thịt sống thì đôi lúc nó sẽ có cả khuẩn đó, thì có lẽ là chắc bác sĩ thêm một xíu chút nhỉ. Thì đối với là các mẹ bầu á, đặc biệt là cái giai đoạn ngén á, thì cái tiêu hóa sẽ rất là khó chịu, rất là dễ bị đầy hơi, buồn nôn và hơi ở chua. Thì tất cả những cái thức ăn mà chúng ta nên hạn chế đó là cái lên men, các thực phẩm mà lên men thì nó sẽ làm cho tiêu hóa của chúng ta nó sẽ rất là khó tiêu. Ví dụ như là nem chua, cà chua, dưa chua, muối hoặc là kim chi, ví dụ như vậy. Ngoài ra thì chúng ta biết rằng là các cái loại mà thực phẩm mà lên men như vậy á, thì nó có nguy cơ có các cái nấm mốc nữa, và cái nấm mốc thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho sự phát triển của em bé. Và một cái nữa đó là nem chua hoặc là có một số các cái thực phẩm mà sống thì nó lại dễ có những cái khuẩn, những cái vi khuẩn có thể dẫn đến những cái ngộ độc thực phẩm hoặc là những cái ảnh hưởng không tốt lên trên em bé. Dạ, đó mình thèm nem chua quá, mình luộc cái nem chua đó lên ăn được không bác sĩ? Ú là lá. Thì cũng được thôi, nhưng mà chúng ta có thể là ít thôi, bởi vì nó sẽ làm cho khó tiêu. Khó tiêu và dễ bị những cái khó chịu trong cái tiêu hóa. Rồi, như vậy thì ở câu thứ hai này cả hai đội đều giành chiến thắng và 5 điểm cho hai đội, xin chúc mừng. Rồi, chúng ta bước sang câu thứ ba. Bộ môn thể dục thể thao nào mẹ bầu nên tham gia tập luyện để cải thiện sức khỏe dẻo dai? A. Leo núi. B. Điền kinh. C. Nhảy dù. Và D. Yoga. 10 giây bắt đầu. Không cần đến 10 giây. Wow. Ồ, nhanh vậy. Đáp án D, các bạn rất là tự tin. Và xin chúc mừng cho các bạn là đây là đáp án chính xác. Hiệp hội thai kỳ Hoa Kỳ cho rằng là việc tập yoga khi mang thai sẽ giúp cho mẹ bầu lưu thông máu huyết, phát triển thể lực, đồng thời giúp các cơ lưng được co giãn và thư giãn sau những áp lực do thai nhi gây ra. Tình trạng đau lưng của mẹ bầu sẽ được cải thiện đáng kể sau một vài ngày tập luyện yoga. Cái này không biết là Hà Trinh có cái trải nghiệm đó chưa? Dạ, em thì lười lắm, nhưng mà anh Khoa bắt buộc em phải tập. Nên là anh Khoa phải mua hai cái thảm, rồi có một bạn hỗ trợ viên đến. Những cái động tác em phát hiện ra là rất là nhẹ nhàng, không có cúi gập nhiều, không có vặn xoắn nhiều. Và các bạn quan trọng làm cho mình mở cái hông xương chậu ra, rồi thở tốt và kết nối tốt với đứa trẻ. Và em nghĩ là đó là một hoạt động rất là dễ thương để mình có thể vợ chồng hoặc là mẹ chồng cùng tập chung. Những động tác cũng nhẹ nhàng để khởi động một ngày. Thì bác sĩ Hiền hay có chia sẻ với quý vị rằng là khi mà thể thao thì người ta nói là chơi thể thao, đúng không? Còn thể dục, yoga, gym hay cái gì là người ta tập thể dục. Thì khi có thai thì tập thôi chứ đừng có chơi đó. Thì tất cả các cái môn thể dục đó nó sẽ giúp cho cái người mẹ, thứ nhất là máu huyết lưu thông tốt. Cái thứ hai nữa, khi chúng ta luyện tập á, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra cái endorphin, và nó sẽ làm giảm được những cái cơn đau nhức của cơ thể. Và khi chuyển dạ nó cũng làm giảm đau của chuyển dạ, và khi sanh nó cũng dễ dàng hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nhưng bây giờ chúng ta bước sang câu thứ tư. Liệt kê 3 loại vaccine mà mẹ nên tiêm khi mang thai bé. Thời gian bắt đầu. Dạ, hết giờ, xin mời đáp án của hai đội. Viêm gan B, rubella cúm. Viêm gan B, rubella cúm với lại ngừa khuẩn con mèo gì mà test gì đấy. Con mèo test là cái này còn đội áo trắng là ngừa uốn ván. Uốn ván với bệnh đau. Bệnh đau, sởi. Có lẽ chắc là câu này thì phải nhờ bác sĩ Hiền thôi ạ. Dạ vâng, khi mà sanh ở đâu thì chúng ta sẽ có những cái chích ngừa tùy vào cái nơi sanh. Ví dụ như chúng ta sanh tại Việt Nam thì cái mô hình bệnh tật của tại Việt Nam nó sẽ khác. Tiêm thứ nhất là cái uốn ván. Nếu trong khi chúng ta sanh ở Việt Nam thì cái uốn ván đó là vaccine bắt buộc các mẹ bầu phải tiêm để phòng ngừa cái uốn ván rốn cho em bé. Cái thứ hai nữa là cái cúm. Thì cái cúm thì chúng ta nên tiêm vào khoảng chừng 26 đến 30 tuần để chúng ta phòng ngừa cái cúm cho người mẹ và truyền kháng thể cho em bé. Và cái thứ ba nữa đó là cái bạch hầu ho gà uốn ván. Vậy là em đúng một cái bác sĩ. Em cũng đúng được một cái cúm. Như vậy không liệt kê được ít nhất 3 đáp án thì như vậy ở câu 4 này thì chúng ta sẽ không tính điểm cho cả hai đội. Dạ. Câu thứ 5 là đuổi hình bắt chữ. Trong dân gian thì người ta thường gọi những đứa con từ thứ 2 trở đi là gì? Bắt đầu. Dạ rồi, xin mời đáp án.
Đội áo trắng là con so, còn đáp án của đội Luca là con rạ. Đuổi hình bắt chữ cho nên là đầu tiên mình phải coi hình, mình đoán chữ trước. Dạ. Đúng không? Hình thì mình thấy có em bé, có đứa con rồi đó. Dạ. Là mẹ với đứa con, còn một đống rơm thì rơm rạ thì người ta hay nói rơm rạ nói chung. Dạ. Đáp án đúng đó là con rạ. Con rạ là cái cách gọi dân gian chỉ những người con sinh sinh sau con đầu lòng. Còn con so là con đầu lòng. Con rạ mới nghe luôn. Cái sự phân gọi tên này nó cũng rất là quan trọng trong vấn đề y khoa. Bởi vì khi chúng ta mà nói đến con so hay là con rạ thì lập tức là cái bác sĩ ekip người ta sẽ có những cái dự phòng khác nhau. Bởi vì khi mà sanh con rạ thì cái nguy cơ nó sẽ cao hơn. Ví dụ như là nguy cơ băng huyết, nguy cơ của những cái bệnh lý. Và đặc biệt là cái con rạ thì trong y khoa chúng tôi còn ghi là con rạ lần thứ mấy nữa. Và nếu như là con rạ lần thứ 3, lần thứ 4 thì chúng tôi gọi là đa sản. Như vậy thì ở câu thứ 5 này thì chiến thắng thuộc về Luca. Rồi chúng ta chuyển sang câu thứ 6. Trẻ sơ sinh có nên uống nước hay không? A. Nên. B. Không nên. C. Tùy trường hợp. D. Không biết. 10 giây bắt đầu. À, vì sao đội áo trắng mình chọn C ạ? Dạ em nghĩ là tùy trường hợp mà chắc ai cũng cần nước đó anh. Nhưng mà tùy trường hợp là nhiều khi mình sẽ dễ bị sốc nước cho trẻ sinh đó, nhiều quá hoặc là bị sặc nước gì đó. À, em là không, tại vì theo em tìm hiểu thì vì cái này em Trinh cũng có cãi nhau không, em nói uống nước đại đi có gì đâu. Trinh là không nên, tại vì có sữa mẹ rồi. Vậy thì chắc là có lẽ nhờ bác sĩ giải thích thêm ạ. Vâng, thì đối với là em bé sau khi sanh trong vòng 3 ngày đầu á, thì cái bao tử của em bé nó chỉ bằng cái viên bi nhỏ thôi. Ula. Nên thành ra là chỉ cần vài giọt sữa là đã đầy bao tử rồi. Wow. Nếu mà chúng ta cho nhiều hơn á, thì nó sẽ bị ọc sữa ra bên ngoài và nó có thể dẫn đến là cái sặc sữa. Và nếu như chúng ta không xử trí kịp thời nó có thể gây nguy hiểm cho em bé. Nên đối với lại những em bé sơ sinh người ta khuyến cáo là không nên cho uống nước, chỉ sữa mẹ thôi. Và cái lời chia sẻ của bác sĩ Hiền cũng cho chúng ta thấy đáp án đúng chính là đáp án B, không nên. Rồi như vậy thì ở câu thứ 6 này thì xin được chúc mừng đội Luca là tiếp tục giành chiến thắng với đáp án đúng, đáp án B. Chúng ta bước sang câu thứ 7. Đây là gì? Đáp án của cả hai đội là sữa non. Và đây là một đáp án chính xác. Nếu như các bạn nhìn hình thì các bạn cũng thấy con sứa rồi bỏ dấu sắc và thêm dấu ngã, tức là sưa ngã sữa. Còn bên kia là có chú chim non nhỏ nhỏ là sữa non. Kính thưa quý vị các bạn, sữa non là những cái giọt sữa mẹ đầu tiên thường tiết ra trong những tháng cuối thai kỳ, từ khoảng tuần thứ 28 của thai kỳ. Và trong 48 đến 72 giờ đầu sau sinh, sữa non có màu vàng nhạt, sánh đặc và rất giàu dinh dưỡng. Wow. Bây giờ chúng ta bước sang câu thứ 8. Sắp xếp các chữ cái sau thành một cụm từ có nghĩa. 20 giây bắt đầu. Sao mình nghĩ nhanh quá vậy? Hết giờ. Và đáp án của đội áo trắng. Ủa gì vậy? Cũng trắng như là màu áo của mình luôn. Và cái điều này thì cũng không có gì lạ đâu ạ. Đáp án của đội Luca là thay bỉm cho bé là một đáp án chính xác. Và đây là công việc mà tất cả các ông bố, bà mẹ bỉm sữa đều phải làm. Rồi chúng ta bước sang câu số 9. Chỉ còn 2 câu nữa thôi. Bố nên làm gì trong thời điểm mẹ đang sinh bé? A. Dọn dẹp nhà cửa. B. Chụp hình, quay video kỷ niệm. Ồ, cái B này giống tôi quá. Bên cạnh và động viên mẹ. D. Là D. Tất cả các đáp án trên. Wow. Ủa? Trời ơi, chưa? Wow. Dạ, có vẻ như là cả hai đội đều đưa đáp án rất là nhanh luôn. Đáp án D là tất cả các đáp án trên.
Dạ, nghe qua thì nó có vẻ hợp lý ha. Nhưng mà đáp án chính xác, vì các bạn mình chúng ta chú ý câu hỏi nha. Bố nên làm gì trong thời điểm mẹ đang sinh bé? Đúng rồi, đang sinh mà chứ phải đang mang thai đâu. Tụi mình suy nghĩ giống nhau. Rồi Hiếu cũng đã kịp thời sửa. Nhưng mà chúng ta đã hết giờ. Không biết em vừa động mà vừa chụp hình được không? Cũng được. Rồi đáp án C. Bây giờ thì cả hai đội đều đưa đáp án C, nhưng mà đáp án ngoài giờ. Thành ra đáp án này không được tin. Ngày xưa thì vào phòng sanh thì hơi khó ha bác sĩ. Nhưng bây giờ thì các cái phòng sanh mà họ tạo điều kiện tối đa để cho người bố nè, người đàn ông để mình vào trong đó, mình cùng động viên và mình cũng được chứng kiến cái giây phút đó. Cho nên là cái đáp án C bên cạnh và động viên mẹ là một cái đáp án phải nói là nó chính xác như vậy. Như vậy là câu thứ 9 này là cả hai đội chúng ta không có điểm nào. Chúng ta bước sang câu thứ 10. Nếu bé khóc giữa đêm thì bố và mẹ sẽ làm gì? Dạ, đây là đáp án mở nha. 20 giây bắt đầu. Ban tổ chức chúng tôi thấy là Tuệ Như rất là nhanh. Bị gì hỏi bác sĩ? Là 4 giờ đêm thôi. Đáp án của đội Luca là quan sát, phân tích và chọn cách ứng phó. Bé một là bé đói, hai là bỉm đầy, ba là khó chịu. Dạ, xin mời bác sĩ phân tích ạ. Câu của đội Luca thì rất là chuẩn. Bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà con khóc do rất là nhiều nguyên nhân, nên là nếu mà chúng ta chỉ cứ thấy em bé nó khóc là chúng ta ẵm nó dậy liền thì nó sẽ thành cái thói quen. Và sau này nó sẽ cứ đòi như vậy hoài và chúng ta sẽ rất là mệt khi mà chăm con. Thì như vậy là khóc này là do cái gì? Ví dụ như là Hồ Quang Hiếu nói là khóc thì sẽ gọi bác sĩ. Thì nếu như khóc như thế này, chẳng hạn như nó khóc thét mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó tím tái luôn, thì từng cơn, thì cái đó coi chừng em bé bị lồng ruột, thì chúng ta cần phải gọi bác sĩ hoặc là chúng ta đưa em bé đi cấp cứu. Hoặc là nếu như mà nó khóc mà chẳng hạn như cứ ề à mà khóc, người ta gọi là khóc dạ đề đó, mà chúng ta thấy nó khóc mà cứ ẵm lên thì xong ru ru một hồi xong nó lại khóc ề à mà suốt cả ngày như vậy, thì coi chừng em bé bị thiếu vitamin D hoặc là thiếu cái canxi. Thì tùy vào cái khóc, mỗi cái kiểu khóc nó sẽ thể hiện những cái vấn đề khác nhau. Ý kiến của bác sĩ Hiền cũng cho thấy rằng là đáp án của đội Luca tiếp tục là đáp án đúng. 5 điểm của đội Luca và đội áo trắng chúng ta lại không có giành được điểm nào ở câu thứ 10 này. Nhưng mà thật sự mà nói thì chúng ta cũng hoàn toàn thông cảm với đội áo trắng, bởi vì các bạn chưa có kinh nghiệm gì cả. Các bạn chỉ mới có dự tính thôi. Và tất cả những ông bố bà mẹ trẻ mà khi chúng ta bước vào đời sống hôn nhân rồi, rồi tới lúc chúng ta chuẩn bị có con, rồi nhiều khi mình cũng chẳng có, chưa có kiến thức gì hết. Coleman hy vọng rằng là chương trình Vui Cùng Bố Bỉm sẽ góp phần để cho bổ sung thêm một số kiến thức cơ bản thôi. Còn thực sự mà kiến thức sâu hơn nữa thì cái này thì chắc mình nghĩ rằng tất cả các bố mẹ trước khi chúng ta chuẩn bị cho hành trình làm bố làm mẹ thì mình cũng phải nghiên cứu nhiều nè, phải đọc nhiều và phải có bác sĩ tư vấn thì nó sẽ càng tốt hơn. Như vậy thì chúng ta đã vừa đi qua vòng 1 với 10 câu hỏi và bây giờ là điểm số của hai đội. Chúc mừng đội Luca 40 điểm, đội áo trắng 15 điểm. Mặc dù là đội Luca đang tạm thời dẫn trước 25 điểm, nhưng mà đó chỉ là cái vòng đầu tiên thôi và nó cũng chưa có gì gọi là quyết định cả. Và đội còn lại là đội áo trắng, chúng ta hoàn toàn có cơ hội để lội ngược dòng bởi vì chúng ta còn 2 vòng nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào vòng chơi thứ 2 của chương trình Vui Cùng Bố Bỉm ngày hôm nay, đó là Bố Mẹ Hợp Sức. Tại cái vòng này thì hai đội chúng ta sẽ cùng một lúc tham gia thử thách. Nhiệm vụ của các ông bố là phải đeo một chiếc điệu em bé. Đây, quý vị các bạn có thể thấy, điệu em bé rất là dễ thương, có trọng lượng tương đương với một em bé khi mẹ mang thai. Mình mang cái điệu này và phải di chuyển vượt chướng ngại vật trên cái thảm massage. Ở bên dưới nó có những cái gai nho nhỏ và chúng ta không được mang giày, chúng ta phải đi bằng chân không để chúng ta thấm. Đó, khi di chuyển đến cuối thảm massage gai thì đằng kia có một cái vòng xoay. Thì các ông bố sẽ phải xoay cái vòng xoay đó để có thể mang về cho mình những cái mảnh ghép hình ảnh thể hiện một cái quy trình pha sữa bột đúng cách. Rồi và khi các ráp lại các cái đáp án đó mà ai đưa ráp lại một cái đáp án đúng thì các bạn giơ tay lên. Đội áo trắng xong, đội Luca xong thì lúc đó Coleman sẽ đến để kiểm tra cái đáp án của bạn có trùng với đáp án của chương trình hay không. Đội nào chiến thắng ở vòng 2 này sẽ được
20 điểm. Và ở vòng này thì chúng ta sẽ có tổng cộng thời gian là 7 phút để hoàn thành. Nếu như sau 7 phút mà cả hai đội đều không hoàn thành thì chúng ta sẽ tính điểm bằng cách là chúng ta sẽ đối chiếu với cái đáp án. Nếu như đội nào mà có đáp án có những cái bước nhiều nhất và đúng nhất thì xem như đội đó là đội chiến thắng. Rồi, hai ông bố Biểm chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Bắt đầu. Mè lên anh. Họ cứng lên anh, cứng lên anh. Ủa có một hả? Có một. Ít quá. Sáu đi, sáu đi. Hai tiếp. Đau quá. Sáu luôn. Sáu luôn đi. Rồi năm. Năm đã vậy anh. Một, hai, ba. 12 bước hả? Thấy tội quá ha. Ủa cái này là cái gì đây? Đúng rồi. Thôi thôi. Ây da. Ủa nhưng hai nãy năm là 10. 10 giờ là nó hết luôn rồi. Ok mà. Chơi nhiều quá. Rồi, hết rồi, hết rồi, rồi, đủ, đủ rồi, đủ rồi. Chơi nhiều quá. Rồi bây giờ thì các hàng bố vô phụ mè để mình ráp thành những cái mảnh ghép cho đúng cái quy trình pha sữa bột đúng cách. Ủa sao cái này nó giống nhau vậy ta? À giống nhau thì là chung nè. Lâu gì ta? Lâu là cuối cùng. Phải không? Cái này là cuối cùng mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em nghĩ là uống không hết thì đổ, chứ không có giữ lại. Ừ. Vậy là cái này qua đây, cái này qua đây, đúng không? Cái này là gì đây? Không biết. Sau khi mà mình đã chắc chắn đúng quy trình rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rồi thì mình ghim vào dùm nha. Rồi, ghim vào tấm bảng để mình đối chiếu với đáp án nha. Cái này cái gì ta? À, đề nghị Hồ Quang Hiếu đối chiếu với bạn nha. Sau khi mà mình đã chắc chắn đổ đúng quy trình rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rồi thì mình ghim vào dùm nha. Rồi, ghim vào tấm bảng để mình đối chiếu với đáp án nha. Không biết. Đề nghị Hồ Quang Hiếu đối chiếu với đáp án nha. Đúng rồi. Em nhìn không hiểu cái này là gì anh? Anh biết không? Anh cũng không hiểu luôn. Rồi, tới cái này ạ. Rồi, em đừng ghim này. Em thấy, không ghim ở đây cho người ta thấy dễ. Dễ nguyên cái toàn cảnh hơn. Thôi được, thôi được, rồi. Không sao đâu. Bỏ cái này đi, bỏ cái này ở đây đi. Cứ bỏ theo đi. Đúng rồi, cái đó đúng rồi mà. Luca, Luca, xong ạ. Rồi, Luca đã xong. Đến đây xong luôn. Áo trắng xong luôn. Rồi như vậy là trong vòng 7 phút thì cả hai đội chúng ta đã hoàn thành kịp 12 mảnh ghép. Nhưng mà bên đội Luca đã hoàn thành trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đáp án của cả hai đội như thế nào. Rồi bước mở cái 1 sai, 2 sai luôn, 3 sai luôn, 4 đúng, 5 đúng, 6 sai, 7 sai, 8 sai, 9 đúng, 10 sai, 11 sai, 12 sai. Sai từ bước 1 luôn. Như vậy thì trúng được 3 chặn, 4, 5, 9 đúng không? Rồi. Rồi đây là đáp án đúng. Ta cùng đối chiếu nha. Bước 1 đúng, bước 2 đúng, bước 3 sai, bước 4 sai chắc luôn, bước 5 sai luôn, bước 6 sai luôn, bước 7 đúng, bước 8 đúng, bước 9 đúng, bước 10 đúng, bước 11 đúng, bước 12. Bước 12 đúng. Hay quá. Quy trình phá sữa bột đúng cách dành cho trẻ theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bước 1, lau sạch và khử trùng bề mặt nơi chuẩn bị pha sữa. Bước 2, rửa tay bằng xà phòng và nước rồi lau khô bằng khăn sạch. Bước 3, đun một ít nước lọc. Bước 4,
Đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất trên nhãn hộp sữa để biết được chính xác lượng nước và lượng sữa cần cho. Bước 5. Rót đúng lượng nước cần thiết vào bình sữa. Nước này phải có nhiệt độ ít nhất từ 70 độ trở lên. Do đó, sau khi đun sôi, không được để nước quá 30 phút mà chưa cho vào bình. Bước 6. Cho đúng lượng sữa bột cần thiết vào bình. Bước 7. Trộn đều nước và sữa bằng cách lắc nhẹ bình. Bước 8. Ngay lập tức làm mát bình sữa bằng cách cầm bình để dưới vòi nước lạnh đang chảy hoặc đặt trong một xô đá lạnh để không làm sữa nhiễm khuẩn. Bước 9. Lau khô bên ngoài chai sữa bằng khăn sạch. Bước 10. Kiểm tra nhiệt độ của sữa bằng cách nhỏ thử vài giọt ra lòng bàn tay. Bước 11. Cho bé ti bình. Bước 12. Vứt bỏ bất kỳ phần sữa nào bé chưa uống hết trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là mặc dù là cả hai đội đều hoàn thành thử thách đúng giờ, tuy nhiên là cả hai đội đều không thể hoàn thành được đúng 12 bước của một quy trình pha sữa bột cho bé đúng cách. Đội Luca chúng ta đúng được từ bước thứ 7, 8, 9, 10, 11, 12 là đúng 6 bước liên tiếp. Còn đội áo trắng thì chúng ta trúng 3 bước nhưng mà 3 bước này nó rời ra. Và theo quy định của ban tổ chức là chúng ta chỉ tính điểm cho những cái bước mà nó liên tục với nhau thôi. Chính vì vậy thì chiến thắng của vòng này sẽ thuộc về đội Luca với 20 điểm. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là kết thúc hai vòng thi đấu. Điểm số của hai đội như sau. Đội Luca tiếp tục dẫn trước với 60 điểm. Và đội áo trắng 15 điểm. Ồ. Cho thêm tụi em 15 điểm được không anh? Được mấy con? Trời ơi, đẹp số. Nhưng không sao, mặc dù cách biệt khá xa, nhưng các bạn cũng đừng lo, các bạn vẫn có cơ hội để lội ngược dòng ở vòng thứ 3 này. Và trước khi bắt đầu bước vào vòng thứ 3, đây là một lợi thế dành cho đội chiến thắng, wow, đội Luca. Dạ. Các bạn sẽ được quyền chọn lựa. Vòng thứ 3 thì cả hai đội sẽ cùng phản biện, cùng tranh luận về một cái vấn đề. Và cái vấn đề đó đến từ một khán giả đang xem chương trình. Dạ. Vấn đề đó là gì chúng ta cũng chưa biết. Ừ. Nhưng mà đội Luca sẽ được quyền ưu tiên là chọn là mình sẽ phản đối vấn đề đó hay là mình ủng hộ vấn đề đó, mặc dù mình chưa biết vấn đề đó là gì. Dạ. Vậy thì bạn chọn phản đối hay là ủng hộ? Chưa biết, biết lại luôn á anh. Ừ. Anh thân chọn. Vậy cuối cùng lợi thế cũng chưa chắc là lợi thế. Anh Khoa chọn phản đối á. Rồi, như vậy thì đội Luca chọn phản đối. Đây là sự lựa chọn khôn ngoan hay là sự lựa chọn dẫn đến một cái tình thế bị lật ngược? Chúng ta hãy chờ xem ở vòng thứ 3. Chào mừng quý vị và các bạn cùng với hai đội chơi của chúng ta quay trở lại với vòng 3 của Vui Cùng Bố Biển mang tên Tổng Đài Bố Biển. Nghe cái tên vòng thi thì chắc chắn là chúng ta cũng hiểu rồi đó, ý nghĩa của cái vòng này là như thế nào. Đó là chúng ta sẽ phải làm nhiệm vụ của một nhân viên trực tổng đài. Chúng ta sẽ trực tổng đài và chúng ta sẽ nhận một ý kiến của khán giả. Và nhiệm vụ của hai đội chơi của chúng ta là chúng ta sẽ trình bày những cái luận điểm của mình để bảo vệ cho phái của mình là gì, là phản đối, còn phái ngược lại là ủng hộ. Chiến thắng của vòng này thì các bạn sẽ được cái gì? Các bạn sẽ có một cơ hội để lật ngược tình thế. Nó sẽ có một cái luật chơi rất là thú vị, đó là cược điểm. Trên bàn chúng ta có hai phong bì thì các bạn mở ra và ghi số điểm mà mình muốn lấy đi từ cái đội đối phương của mình. Nhưng số điểm mà mình muốn cược không được quá số điểm mà mình chúng ta đang có hiện tại. Ví dụ như bạn có 15 điểm thì bạn chỉ được lấy 15 điểm. Em định ghi 20. Chắc không được anh hả? 15 là... Dạ đúng rồi, tối đa 15. Rồi, bây giờ các bạn đã hiểu rồi ha. Mời phòng máy nối máy với lại khán giả. Tổng đài Bố Biển xin chào bạn. Dạ xin chào Tổng đài Bố Biển. Em tên là Phương. Thì hôm nay em gọi điện đến chương trình để mà nhờ Tổng đài tư vấn cho em một vấn đề em đang gặp phải. Câu chuyện hiện tại của em cũng khá là dài thì mong mọi người sẽ lắng nghe ạ. Em cứ kể đi em. Dạ, thì em và chồng em đã quen nhau từ những năm đầu tiên của đại học và tụi em thì cũng vừa mới kết hôn gần đây. Chồng của em thì hiện đang là quản lý một cái cửa hàng thời trang mà bố mẹ anh ấy mở cho. Thì thời gian gần đây bố mẹ của hai đứa thì hay hối thúc bọn em có kế hoạch sinh con sớm vì mong muốn có cháu. Bố mẹ bảo là hai đứa em cứ sinh em bé đi, rồi ông bà sẽ hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng em bé. Em và chồng cũng đã nhiều lần đắn đo vì không biết là có nên sinh em bé hay không, vì tụi em cũng đang có kế hoạch tập trung để mà xây dựng sự nghiệp và dự định của bọn em là khoảng độ tầm từ 29 đến 30 tuổi. Khi mà tài chính của bọn em đã vững vàng hơn thì mới quyết định sinh con. Vậy thì bây giờ em và chồng em có nên
nghe theo bố mẹ để mà sinh em bé sớm rồi phấn đấu xây dựng tài chính cùng nhau, hay là tụi em vẫn cứ tiếp tục tập trung vào làm việc để công việc ổn định rồi mới sinh em bé ạ? Rất mong nhận được sự tư vấn từ mọi người. Em xin cảm ơn. Như vậy thì anh xin chốt lại như thế này. Có nghĩa là em đang muốn hai đội chơi của chúng ta sẽ trình bày quan điểm có nên chuẩn bị tài chính cho thật kỹ rồi mới có con, hay là cứ sinh con trước đi rồi từ từ rồi kiếm tiền nuôi con sau. Rồi có nghĩa là đội Luca chúng ta sẽ phản đối việc sinh con trước rồi mới xây dựng tài chính. Dạ. Đúng không? Còn đội ủng hộ thì sẽ ủng hộ quan điểm là xây dựng tài chính trước rồi mới sinh con. Rồi. Dạ, xin mời đội Luca phản đối trước. Dạ, đối với Khoa thì vì Khoa nghe câu chuyện của bạn là bạn mới học đại học xong. Thì ngoài việc tài chính á, là Khoa khuyên là bạn nên trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Tại vì bạn còn rất là trẻ và hai đứa vừa ra đại học thì nên đi chơi chung và trải nghiệm. Tại vì đối với Khoa là việc làm bố và mẹ thì là một cái trách nhiệm rất là cao và rất là lớn, thì mình phải cân bằng thời gian mình lại. Và hai về tài chính á, thì Khoa rất là phản đối. Đối với Khoa là tài chính phải ổn định trước. Tại sao? Tại vì mình làm bố làm mẹ thì mình phải có trách nhiệm để nuôi con mình. Không phải là cần tốt nhất, nhưng mà ít nhất là mình có chuẩn bị. Và lúc mà mình sinh con ra thì tùy theo cái nhu cầu của gia đình á, ít nhất là mình chuẩn bị là mình phải chi phí nè. Nếu mà ba mẹ bị áp lực về tài chính á, thì đối với Khoa đứa con nó sẽ cảm nhận được điều đó và nó không có phát triển được tốt. Và ba mẹ cũng không có thể nào mà để hết tình cảm về cho đứa con, tại vì mình còn rất là nhiều thứ khác. Đối với em, bổ sung ý của anh Khoa thì em không phản đối bất cứ một cái quan điểm nào, mà em đang quan ngại vì trải nghiệm của em là một mẹ bỉm ở tuổi 34, khi mà hai vợ chồng đều khá là ổn định về tài chính mà em còn rất băn khoăn. Lúc mà mình biết mình có bầu, bắt đầu báo giá về đi khám thai, báo giá về vitamin bầu, báo giá về các loại dinh dưỡng thực phẩm tươi cần phải ăn, và báo giá luôn cả việc xây dựng phòng sơ sinh, máy hâm sữa, tã, bỉm, các loại chi phí vaccine, đặc biệt là chi phí đi sinh. Thì tổng cái số tiền đó tùy theo tài chính của từng gia đình, nó có thể dao động từ vài chục triệu cho đến hơn 200-300 triệu. Nó là một con số không nhỏ so với việc mà chúng ta không có điều kiện đi làm trong vòng vài tháng khi mang thai, mà mình lại còn phải nghỉ thai kỳ thêm 6 tháng và chỉ có một mình người chồng sẽ gồng gánh hết tất cả các trách nhiệm. Vậy nếu như mà bạn đang rất dư giả về tài chính thì bạn hãy suy nghĩ về vấn đề sinh bao nhiêu đứa con cũng được, rồi mới suy nghĩ kế hoạch tài chính, vì nó không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng mà nếu như bạn chỉ mới có 23 tuổi thôi, còn nhiều ước mơ phía trước, còn nhiều sự lựa chọn, và mình còn không biết là người chồng của mình có chịu nổi áp lực tài chính sắp tới hay không, thì việc bạn lựa chọn để mà sinh con trước rồi mọi chuyện tính sau, nó rất đi ngược với cái quy trình làm việc. Nó giống như là một cái may rủi nhiều hơn là chúng ta đang đảm bảo tương lai cho một đứa trẻ, mà nó không chỉ cần tình yêu không, nó còn cần rất nhiều những sự hỗ trợ về kinh tế, về tài chính, về những thứ tốt nhất mà ba mẹ có thể cho để làm cái nền tảng tốt nhất phát triển sau này cho trẻ. Nên mong rằng bạn có thể suy nghĩ thật kỹ cho chính hạnh phúc của bạn, hạnh phúc của cả hai người, hạnh phúc của gia đình tương lai và hạnh phúc của đứa bé rất là quan trọng, mà nó cần sự suy nghĩ thấu đáo của bạn trước khi quyết định. Ngoài ra thì em có nghe là bạn nói là gia đình hai bên đều ủng hộ để có con. Tại vì em tìm phản đối thì em sẽ vì quan điểm đó, thì em nghĩ là nếu như mà mình tự nghiệp, tự làm ra cái tiền mà mình kiếm được trong gia đình mình riêng á, thì mình không có thuộc về là hai gia đình đứng sau. Dù gì điều đó rất là tốt nha, em không nói là sai, nhưng mà mình có tự lựa chọn và mình có thể mình không quay thuộc về ba mẹ của mình. Nếu mà gia đình mình có tài chính riêng thì mình sẽ tự đưa ra quyết định được. Cảm ơn đội Luca, và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của đội áo trắng. Như em là em cảm thấy ủng hộ vì là nó sát với thực tế của em luôn. Em cũng trùng hợp là cũng 23 tuổi. Thì em cảm thấy là khi mà mình sớm như vậy thì hai vợ chồng có thể cố gắng để mà nhiều hơn. Tại vì khi mà mình có con thì nhiều khi mình cố gắng một thôi, nhưng mà mình có con thì mình lại cố gắng gấp 10, gấp nhiều lần nữa. Sao ta? Thì nói chung là trong cuộc sống đó, mình sẽ có một cái đích đến nhiều hơn để mình tập trung trong cái sự nghiệp, trong cái tương lai của mình. Ngoài đó ra thì em cũng nghĩ là nếu mà sinh sớm vậy, đôi khi nếu mà có sự giúp đỡ của gia đình hai bên cũng là một cái điều tốt, để mà giúp cho mình nhiều kiến thức tốt hơn, nhất là về vấn đề cái tuổi người mẹ nữa. Nếu sinh ra trẻ như vậy thì sức khỏe con cái nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ở đây thì
bên phía phản đối thì chọn là phải ổn định tài chính rồi mới nghĩ tới việc sinh con. Nếu mà về mặt logic và an toàn thì nó đang rất là đúng. Cá nhân mình nha. Với mình thì con cái là trên hết, cứ có con trước đã. Thật ra tụi em cũng vậy thôi. Ví dụ như nhiều khi mình tính toán quá, nhiều khi nó cũng rất là đau đầu. Mình cứ nghĩ là đẻ con ra rồi nuôi sao, rồi ăn học như thế nào, rồi tiền tài chính như nào. Nói chung mình tính rất nhiều, nhưng mà nó sẽ làm cho mình nó rất là mệt. Rồi mình quyết định nhiều khi trong cái thời điểm đó không có rồi, không biết là chờ biết đến khi nào. Đúng rồi. Nên là tụi em nghĩ là khi mà có duyên với nhau, hoặc tới hoặc gia đình hai bên cũng đã tạo điều kiện rồi nói chuyện rồi như vậy thì mình cũng nên có con rồi. Từ từ khi mà có con ra xong thì mình có một cái mục đích chính để mình bắt đầu mình tập trung, để mình cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Ở đây thì mình cũng sẽ có một cái câu hỏi ngược lại là nếu như trong cái trường hợp của bạn Phương mà hai bạn vừa mới ra trường, chắc là cũng đang bươn chải. Và nếu như hai bạn đặt cho mình mục tiêu là cố gắng tới ngày tới 29-30 thì đủ tài chính rồi mới sinh con. Vậy có cái gì đảm bảo là tới thời điểm đó mình đủ tài chính không? Dạ. Đúng là mình đâu có biết trên cái đoạn đường đi của mình, là mặc dù mình đã nỗ lực hết sức nha. Câu hỏi được đặt ra là nếu mà tới 29-30 thì nếu mình không có đủ tài chính thì mình có sinh con không? Như vậy thì không. Tôi phải đợi đủ tài chính thì tôi đặt tiếp mục tiêu tiếp là tới 35 tuổi, 40 tuổi cũng chưa được luôn. Và như vậy thì tới một thời điểm nào đó bạn muốn sinh con bạn sinh không được. Đó, thì ở đây thì anh cũng muốn mở rộng thêm như vậy, không phải nói là phe ủng hộ đúng, cũng không phải nói là phe phản đối đúng, nhưng mà cái cá nhân mình đang lắng nghe câu chuyện của bạn ở một cái góc độ mà giống như mình đang người trong cuộc luôn đó. Đó là thêm một ít ý kiến của Solomon như vậy, thì chắc là xin mời ý kiến của bác sĩ Hiền. Thật sự ra cái tình huống của bạn Phương thì khá là thú vị, và nó là một cái thực tế trong xã hội hiện tại. Đúng là ở giữa cái hai nhóm thì không có một cái nhóm nào mà mình nói rằng là đúng sai. Ở đây không có nói đúng sai, mà nó sẽ tùy vào hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Giống như ông bà xưa nói rằng là sinh con thì mới sinh cha, sinh cháu ở nhà rồi mới sinh ông. Thì chúng ta có con, có cháu rồi chúng ta mới có động lực để mà chúng ta phấn đấu, để chúng ta làm việc thì cũng hợp lý. Đối với nhóm của Lưu Hà Trinh thì cũng vậy, thì mình cần phải có một cái chủ động. Thật sự ra mà nói là chúng ta trong cái xã hội hiện tại giờ, nếu mà chúng ta không có chủ động thì đôi khi nó sẽ rất là khó. Nên là không có một cái lời khuyên nào cụ thể cho cái trường hợp của bạn Phương nếu chúng ta không có nhiều cái thông tin. Thì để mà chúng ta đưa ra một cái quyết định thì chúng ta sẽ cần phải dựa vào rất nhiều những cái yếu tố. Ví dụ như là tính cách của bạn như thế nào, công việc của bạn ra làm sao, nghề nghiệp và cái định hướng tương lai của bạn như thế nào, điều kiện kinh tế, điều kiện môi trường sống và gia đình nữa. Nên thành ra là chúng ta tập hợp tất cả những cái điều đó để chúng ta đưa ra một cái quyết định. Nhưng mà trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì bác sĩ Hiền muốn chia sẻ cho chúng ta thêm một cái ý. Đó là năm 2018 thì Thủ tướng Chính phủ có đưa ra một cảnh báo là các cặp vợ chồng nên có con trước 35 tuổi. Để có một cái dân số, nó gọi là dân số khỏe mạnh. Và chúng ta biết rằng là nếu mà phụ nữ trên 35 tuổi thì cái nguy cơ bị dị tật cho thai nhi, nguy cơ bị bất thường cho em bé rất là cao. Nên chúng ta nên phải có em bé sớm, cái tuổi lý tưởng là từ 20 đến 30. Thế thì bây giờ quay lại cái trường hợp cụ thể của bạn Phương, thì trước khi chúng ta đưa ra quyết định thì tôi nghĩ rằng là ngoài tất cả những yếu tố tôi vừa mới chia sẻ thì bạn nên đi khám. Bạn nên đi khám để bác sĩ đánh giá xem là cái dự trữ buồng trứng của bạn ra làm sao, cái chất lượng tinh trùng của bạn ra làm sao, khả năng sinh sản của hai bạn ra làm sao, để chúng ta có cái quyết định là chúng ta có sớm hay là có muộn. Chẳng hạn như là khi đi khám, bác sĩ trả lời rằng là cái dự trữ buồng trứng của bạn còn rất là kém, nhưng mà bởi vì bạn muốn ổn định thì trong y khoa hiện nay cũng có một cái giải pháp, đó là chúng ta có thể trữ trứng hoặc là trữ phôi. Cụ thể là bạn Phương là đã có gia đình rồi, thì nếu như bây giờ 23 tuổi mà bây giờ tôi muốn là 29-30 tuổi tôi mới có em bé, mà tôi sợ rằng tới lúc đó thì tôi trứng tôi không còn nữa, thì chúng ta có thể làm thụ tinh ống nghiệm và trữ cái phôi đó. Đến 29-30 tuổi chúng ta đem chuyển cái phôi đó vào trong cơ thể thì chúng ta vẫn có khả năng sinh em bé khỏe mạnh. Còn đối với một số bạn thì lại chưa có gia đình chẳng hạn, ví dụ vậy, thì bạn cũng không biết là tương lai đến bao giờ mới có gia đình, không biết bao giờ chúng ta mới có em bé, thì chúng ta có thể là trữ trứng, chúng ta đi kích trứng, chúng ta trữ trứng vào ngân hàng, đến khi chúng ta lập gia đình chúng ta lấy cái trứng đó ra, chúng ta làm thụ tinh ống nghiệm để chúng ta chuyển phôi. Đó là trong y khoa hiện nay có những cái hỗ trợ như vậy. Cảm ơn cái phần chia sẻ của bác sĩ.
bây giờ thì bạn là người sẽ quyết định chọn phe phản đối là đội Luca hay là phe ủng hộ là đội áo trắng là đồng quan điểm với bạn nhất và bạn thấy phù hợp với bạn nhất tại thời điểm hiện tại nha. Ở đây không có đúng sai đúng không? Dạ. Xin mời bạn Phương. Dạ thì em xin cảm ơn phần tư vấn của cả hai đội chơi, của anh Coleman cũng như là của bác sĩ. Thì lúc đầu bên đội Luca thì có rất là nhiều quan điểm em thấy rất là hay, nhưng mà đối với em thì em sẽ theo quan điểm của đội ủng hộ. Vì tự nhiên em thấy anh Hiếu nói chuyện lúc đó rất là chân thành ấy. Và yeah, có những điều mà sau đó thì anh Coleman và bác sĩ cũng có nói đúng vào những điều mà trường hợp của vợ chồng em đang suy nghĩ đến. Đó là bao giờ thì bọn em mới thành công. Vậy nên là quyết định cuối cùng của vợ chồng em vẫn sẽ là quan điểm ủng hộ việc sinh con trước của đội áo trắng ạ. Rồi, cảm ơn bạn Phương nha.